Cờ bạc là vấn nạn nhức nhối của xã hội và vấn nạn này lại càng trở nên nghiêm trọng, khó dẹp bỏ khi trên thị trường xuất hiện rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc tổ chức cờ bạc. Các con bạc muốn đổi vận có thể chơi bùa ngải, còn những con bạc muốn gian lận thì có ngay đồ công nghệ rất tinh vi và hiện đại. Điều tra của nhóm phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những người chơi cờ bạc muốn đổi vận đỏ thì họ có thể tìm đến một cơ sở tâm linh ở quận 6 như thế này. Đây là bùa nhâu thai mèo. Nhau mèo này thì để làm gì? Để người ta đi chơi cờ bạc. Đây là dầu cờ bạc. Hai loại bùa này được quảng cáo là sẽ giúp cho con bạc đắc thắng bằng tâm linh. Để minh chứng, người đàn ông này bôi dầu cờ bạc lên đầu, rồi biểu diễn cách đổi vận cho phóng viên xem. Khi mà có cái này là tôi thua anh. Vậy tôi cứ chọn người thua thoa vào. Linh ở chỗ nào? Linh là mình có bàn tay son mình bóc ra được cái tốt. Đây. 1 nút, 2 nút. Cái dầu này hiện nay tôi bán được nhiều lắm. Nhiều người mua không có mà mua. 5 triệu một cái lọ dầu này. Khoảng 5 triệu một lọ. Chưa biết bùa nhâu thai mèo hay dầu cờ bạc có thể giúp cho những con bạc vận đen sắp phải bán nhà đổi vận sang đỏ hay không. Nhưng với những thiết bị đánh bạc hiện đại bằng công nghệ như thế này thì những tay cờ bạc bịp có thể dễ dàng lột sạch túi tiền của những con bạc khác. Đủ loại từ con chip báo rung cho tới sóc đĩa, cờ bạc trực tuyến, áo gắn thiết bị hay kính để soi bài, tất cả đều có thể mua bán dễ dàng qua mạng. Con chồng nhìn hết anh em này. Đấy. Thì anh em nào quan tâm sản phẩm, anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình. Mình còn cái thiết bị mini A8 chơi sóc đĩa không anh? Còn em. Anh ơi, cái đấy giá cả nào anh? Dạ anh đang sale 5 triệu đây. Anh này cộng số 3, số 5 thì xem mình đâu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các con bạc có thể dễ dàng mua thiết bị công nghệ cờ bạc gian lận trên không gian mạng. Chỉ cần một cuộc gọi, sản phẩm ngay lập tức được ship tới tận nhà hoặc giao trực tiếp ở những địa điểm công cộng như cổng 3, cổng 5, bến xe miền Đông. Vấn đề này trước đây Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao để điều tra xử lý. Chúng ta cũng phải vận dụng cái luật an ninh mạng để chúng ta xử lý những cái hành vi trên cái không gian mạng, mà luật an ninh mạng và các nghị định thi hành thì cũng cơ bản cho chúng ta một cái hành lang pháp lý để chúng ta đấu tranh với cái này. Cái Phòng An ninh mạng và Công nghệ cao của Công an thành phố Hồ Chí Minh ra đời sẽ là lực lượng chuyên trách để giúp cho giám đốc của thành phố trong cái đấu tranh trên lĩnh vực này, phòng ngừa và đấu tranh trên lĩnh vực này thì nó sẽ có cái hiệu quả tích cực hơn. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã bắt được nhiều đối tượng kinh doanh mặt hàng thiết bị phục vụ cho việc tổ chức cờ bạc bịp. Nhưng tại sao loại hình kinh doanh phục vụ mặt hàng này vẫn rất sôi động, tràn lan trên thị trường và không gian mạng một cách công khai? Phóng viên truyền hình VTC tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phản ánh trong những phóng sự tiếp theo.